Thưa quý thính giả của thời báo Media, đây là một thời sự thế giới. Trong một thời thời sự thế giới kỳ này, chúng tôi muốn đã đề cập đến một vấn đề rất là uh, gây chú ý cho những người muốn di dân qua Canada là ai muốn qua Canada uh, làm thượng chủ nhân. Theo trong cuộc họp báo uh, diễn ra hôm thứ sáu ngày 30 tháng 10, ông Marco Medicino, tổng trưởng di trú Liên bang Canada đã loan báo một chương trình thâu nhận di dân và người tị nạn đại quy mô của chính quyền liên bang. Trong vòng 3 năm sắp tới, Canada sẽ thu nhận thêm 1.2 triệu người. Theo ông Tổng trưởng Di trú thì trong năm 2021, Canada sẽ nhận thêm 401.000 thường trú nhân, năm 2022 sẽ nhận thêm 411.000 người và năm 2023 sẽ nhận thêm 421.000 người. Theo ông Tổng trưởng Medicinal thì Canada cần thêm nhân lực cho việc phát triển kinh tế và cách tìm thêm nhân lực là thâu nhận thêm di dân. Ông Robert Falconer, một nghiên cứu gia về di dân và tị nạn của trường đại học Calgary, thì con số 1.2 triệu di dân là con số di dân lớn nhất mà chính quyền liên bang Canada đã thâu nhận kể từ năm 1911 cho đến nay. Trong năm 2020 năm nay, vì đại dịch, việc thu nhận thêm di dân của Canada bị tạm đình trệ. Canada cần thêm di dân cho những ngành về y tế, ngành chế biến thức ăn, về nông trại. Trong những ngành lãnh vực y tế những nhân viên làm trong các nhà dưỡng lão là một trong những ngành không có đủ người làm hiện nay và vì những người Canadian thì chê vì lương ít và nơi làm việc không an toàn vì Covid. Uh, trong các nhà dưỡng lão như nhà già ở Canada là nơi mà số người chết vì covid đã tăng à, theo tỷ lệ cao nhất à, trong những qua năm qua vì theo những cái à, nhận xét và những cái kiểm chứng của những à, cơ quan y tế là tại vì à, những nhà già này đã không có đủ người và những người mướn thì được trả lương ít và không có trình độ đã khiến cho việc à, duy trì bảo vệ sức khỏe cho những người lớn tuổi trong các nhà già ở Canada đã không được hoàn hảo chính vì thế mà chính quyền liên bang cũng như các tỉnh bang đang nỗ lực À, tìm kiếm thêm những người <laughs> di dân à, có thể làm việc trong các nhà già này Ông Tổng trưởng Medicino cũng biết là 25% những người làm việc trong những nhà dưỡng lão và ở Canada hiện nay là những di dân Chính vì thế mà chúng tôi cũng loan à, báo tin tức này một cách sớm sủa để quý vị nào, nhất là những người Việt Nam đang cư ngụ tại Việt Nam muốn di dân qua Canada thì chuẩn bị làm đơn và nếu mà có những nghề uh, quan trọng đồng thời những người này có thể học những cái nghề hiện tại cấp tốc như là nghề trông coi những uh, người lớn tuổi ở trong các nhà dưỡng lão ở Việt Nam thì khi mà có cái cái bằng cấp như vậy thì xin qua Canada rất dễ dàng đồng thời những người có nghề nông thì uh, ngành mà cần rất nhiều người làm việc hiện nay là hàng năm và các mùa hè uh, Canada đã phải uh, tạm thời cho hàng chục ngàn những di dân từ Mexico, từ Honduras vân vân qua để làm trong những tháng mùa hè. Đó là lý do mà thưa quý khán giả, nếu mà những người có biết nghề nông như ở Việt Nam hiện nay, thì học hay là tìm cách nào đó để mà chuẩn bị uh, cho việc di dân qua Canada trong những năm sắp tới đây. Thưa quý khán giả của Thời Báo Media, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thời sự Thế giới kỳ này ở đây và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong mục Thời sự Thế giới kỳ sau.